cái đồ mày khủng. Chào quý vị và các bạn nha. Nay tới điểm câu rồi. Được, nay câu cá rô cho quý vị xem. Này nước ròng, thấy có cá rô lên. Mới móc lỗ đây bạn. Rô nhóc, rô mời nhóc các bạn. Nó lụm. Một con. Xin gửi các bạn. Lầm rồi. Đó. Đây rồi, mình cẩn nào. Mình thui thủ lùi luôn á. Rồi sẽ gửi các bạn. Vàng nè bạn, càng nè bạn. Ủa, ghê chưa. Bạn thấy chưa? Con này bự nhất các bạn. Thôi ôi sướng, càng 2m2 của mình à, 2m4 á, thấy không, đã gì má, gửi bước ra đi. Căng rồi bạn, căng rồi bạn. Căng nha bạn. À, này trứng không rồi. Trời ơi. U nu nút có khúc bạn. Đó lên. 4 con các bạn, lỗ là 4 con, nút lưỡi luôn hay giờ. Chưa. Nút lưỡi mẹ còn của. Ra rồi. Ok. Xuống mồi các bạn, cùng mồi thứ 5 nha. Má giờ đợi giờ 2018 còn kịp nhiều bữa nay. Này, lụm lúc nữa mày. Trời ơi, cái chơi luôn má ơi. Có cần câu tay kìa bạn ơi. Im cái thằng khùng. Đó, còn thứ nằm của mình nha quý vị, chơi luôn nha quý vị. Ngạnh không đấy bạn. Rồi đi. Rồi tiếp nha bạn. Rồi lầm rồi, nó bữa luôn rồi bây giờ. Thả xuống ấy rồi. Chưa rút mày. Thấy nó nhấp mà nhả cơm lử gì. Lụm nó thứ 6 nghe vậy, lỗ câu này nha. Quay vô đây cho nó sáng rõ và phàn hơn rồi. Quay lên cho ta xem coi. Rồi, con thứ 6 các bạn. Cái đồ mùa mưa các bạn. Mệt. Đụm cái đầu con dế không các bạn. Được, có cái đầu con dế thả xuống. Chúng ta tán được không nha. Yeah.
Trời không ăn ít quá không ăn hay gì. Tránh ra cái bi. Nó có sức bà ngồng nó buồn ngứa quá. Mình phải dò hai ba con rồi. Rồi. Đùm luôn. Thả xuống bữa liền. Con này con phải chín luôn mà hủy lẩu rồi các bạn. Đỡ rồi, liền là hết, bắt hết cho anh đi. Lấy gì em câu? Trời ơi, mày câu dít gì? Rồi lỗ mắt rồi. Đợt nhẹ nhẹ đó. Xuống kéo nữa giống nãy học nọ lụm nữa thấy không? Thấy chưa? Trời ơi. Bút nữa con cá chép này tức trời ơi im gu hết ăn các bạn ơi, nãy giờ làm cái chục con lỗ này móc lỗ khác câu tiếp vậy bỏ đi dính cá luôn hả quá im nha trời ơi, có con cá chê nè mà hả có con cá chê dễ này chơi chơi dễ này chơi. Hốt rồi mà hốt chưa kỳ ấy thấy nó hốt rõ ràng mà không rồi cái rô mà cái rô nhóc luôn này lụm lụm không lụm chưa lụm chưa mày ơi sấy thuốc dính kia được bệnh lụm dưới lụm hả mày thôi ôi 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 rồi nuốt lử luôn bạn ơi chảy máu má luôn rồi chảy máu họng luôn rồi bạn đi kinh luôn bạn thấy ghê không sướng ghê bạn thôi ôi nuốt lử á cái đồ này khủng có cái chơi luôn mà được nhấp quá dở nhấp không ăn vừa gầu vừa gầu cái đồ này ừ.
nó lóc luôn thấy. Không phải rồi bơi này trời. Đang nó lóc lên đó. Táp hả mày, táp hả mày. Lên cá tiếp nha bạn. Trời ơi đã sướng rồi. Trời ơi. Chờ tiếp nha. Lắm. Mình thấy ăn không lúc này. Ăn không lúc này. Ăn chừng phao lên bạn. Ghét. Quỳnh quá gửi Lục Quỳnh mà tức nó trời quá quơ gâu ăn bắt không được không còn gì tức quá. Rô không mà sớm giật đá tay luôn á. Hai hai. Trời nó biến luôn mày. Nãy giờ sợ học nó biến luôn. Vừa rồng thúc cho mẹ nấp này. Ôi, ôi, ôi.
sướng bạn. Ừ không hề. Rồi xin gỡ rồi. Ây da, rồi rồi mình sảy nha má. Chỗ chẹt mà. Trời ơi, đèn kính mà nhìn thấy không? Đã không? Lấm, lấm. Cá rô. Tức ra chè nào các bạn ơi. Rồi tiếp nào. Ôi, xem sảy các bạn ơi, xem sảy. Ôi ôi. Con nữa nha bạn. Con này trắng hơn con nãy. Nào nó đen thui thui lùi. Các bạn thấy không? Sướng. Rồi sẽ gỡ đây. Thổi vô đó mày câu chi mới đúng á. Con hai con mấy giờ liền tùm lum đây bạn. Ờ, nhóc luôn. Không biết từng lùm luôn. 3 con 5 con. Rồi. Lúc càng mà theo mình nhấp mình thử rồi coi nó còn gịch không. Gịch lúc lúc thôi. Chị con không mày. Rồi. Hỏi cần ấy luôn. Móc màu vô. Có màu vô trước đi, để cá đi. Một cái chục con cái chơi lứa. Kệ đi, con nào cũng được, móc đại vô đi năng chứ nè. Ôi ốm ngò gì trời. Buông ra. Giờ em đi uống nước rồi nha. Đợi anh xíu. Đi em luôn. Đi
Cái gì? Lụm cá vô với anh quay phim. Đất kìa, cá rô nấu nó không? Rồi. Ghĩa, ghĩa. Thủng mày lúc. Rồi các bạn, phải không đi. Thôi tụi nó lại lên được. Ôi, cái đồ mày khủng. Còn cái chè mà cái này ngu luôn mày. Thấy tao mấy con. Mm-hmm.